Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2024, kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Huyền Trần ngâm bài thơ Có một nghề gửi tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Bài thơ Có một nghề. Có một nghề thật giản dị đơn sơ, nhưng tâm hồn mang tình yêu vĩ đại. Bờ lu trắng như thiên thần sáng thầy thuốc mẹ hiền sáng chói niềm có một nghề cứ thao thức đêm đêm bên giường bệnh với bao điều suy nghĩ trước ánh mắt bao thầm sâu vời vợi để tim mình cùng thổn thức rưng rưng. Có một nghề tấm lòng rộng mênh mông như biển cả, như dòng sông chảy mãi bão táp qua đi tình người ở lại mong cuộc đời chẳng bệnh tật lo có một nghề có bao người mơ ước đường đang đi dẫu gặp gành gian khổ nhưng thương lắm những bệnh nhân đau đớn như người thân khấp khoải xa dần. Có một nghề thầy thuốc nhân dân mồ hôi rơi thêm nhọc nhằn cay đắng nhưng vì sao vẫn sống trong thầm lặng cho cuộc đời tỏa ánh sáng tinh khôi. Xin hết đi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng vui trong ngày Thầy thuốc Việt Nam với Huyền Trần. Xin trân trọng cảm ơn.